Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Jun. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày 18 tháng 4 năm 2022. Quay trở lại câu chuyện drama một chút nhé. Bởi vì tôi cũng chia sẻ các bác này. Trong livestream tối qua thì một số bác có muốn tôi nói về câu chuyện drama. Và thực tế thì trên mạng xã hội và ngay cả ở trên một số tờ báo chính thống như là Thanh Niên thì cũng đã đưa về cái chuyện quốc tịch của bà Phương Hằng, của ông Dũng Lò Vôi. Và có nhiều cái dấu hỏi, dấu ấn ở đó. Và liệu rằng là bà có bị xử lý hay không khi liên quan tới hai quốc tịch. Tôi chỉ xin chia sẻ một vài câu hỏi, chia sẻ các bác thế này để các bác hiểu thêm một chút và có thông tin chính xác một chút nhé. Đây không phải là câu chuyện mới về lý lịch nhân thân của bà Phương Hằng. Bà Phương Hằng và kể cả anh Dũng Lò Vôi thì xin thưa với các bác, những câu chuyện tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền hay gì đó thì đó là cái câu chuyện mà biết từ rất lâu rồi. Khi mà nhìn thấy bà Phương Hằng với tên là Nguyễn Phương Hằng thì nhiều người, như tôi đã chia sẻ là tôi chơi với nhiều người, thậm chí là bạn thân của anh Trần Văn Thịnh cũng là bạn của bà Phương Hằng, thì tôi cũng chơi với cả họ, một anh đại tá bên quân đội, thì cũng đều biết rằng chị này tên là Tuyền chứ không phải là Phương Hằng. Cái việc đổi tên thì là hoàn toàn hợp pháp nha các bác. Rất nhiều người đổi tên theo phong thủy hay thế nào đó. Nhưng một cô em của tôi á, thì cũng đổi tên từ Giang sang thành một cái tên rất là kêu, Mỹ Anh, Mỹ Anh. Đó. Lúc đầu tôi tưởng rằng đổi nick ở trên Facebook thôi, nhưng hóa ra là cô ra sở tư pháp, cô đổi thật. Thế nhưng có vấn đề gì ở đây? Đấy là nick tư pháp. Bởi vì là tôi sẽ giải thích cho các bác. Một số lần thì tôi đã nói rằng là chắc gì Tuyền đã phải Phương Hằng. Thì các bác sẽ hiểu cái ý của tôi nói chỗ này. Để đoạn sau tôi giải thích. Còn về hai quốc tịch thì bà ấy có quốc tịch Xíp, giống như là một anh mà tôi cũng đã phanh phui ra đấy. Xin các bác nào nhớ thì anh đấy là đại biểu quốc hội và có hai quốc tịch và tạo nên một cơn địa chấn. Thì cái vụ đó bọn tôi cũng đã biết trước từ rất lâu, khi mà cái đài truyền hình Al Jazeera người ta công bố cái điều này. Thì ngay trong đêm bọn tôi đã nhận được tin. Và tin đó thì là xác đáng khi nhìn được những cái chứng cứ và tài liệu. Và rất nhiều phóng viên đã được cung cấp cái điều này. Và họ đã đưa lên. Và sau này thì các bác có thể thấy rằng là anh đại biểu quốc hội đó thì đã bị miễn nhiệm. Và sau này thì người ta đã bổ sung cái quy định là không được phép có hai quốc tịch khi mà làm đại biểu quốc hội. Cái việc mà quốc tịch Sip như thế nào thì hoàn toàn bình thường. Quốc tịch Sip, quốc tịch Manta, một số nước nhỏ thì họ có thể nói rằng là họ lợi dụng là họ tham gia một cái liên minh hoặc là một như ví dụ như là EU hay nào đó để từ đó có nhiều cái ưu đãi và sau này là họ bán, tôi nói nôm na là giống như kiểu là kinh doanh quốc tịch hay là bán quốc tịch. Anh chỉ cần nộp một vài cái khoản tiền gọi rằng là viện trợ không hoàn lại cho họ, cho một công ty của họ, ví dụ thế. Mua một vài bất động sản ở đấy trị giá khoảng độ tầm 1-2 triệu đô la Mỹ. Nhưng thực tế thì số tiền để mà làm ấy, thì theo kinh nghiệm của tôi biết thì nó phải rơi vào cỡ tầm khoảng 5 triệu đô la. Và tôi biết rất nhiều người giàu ở Việt Nam là cũng có cái quốc tịch kiểu này, thuần túy chỉ vì tiền. Không giống như nhiều nước khác, họ yêu cầu phải có cái thời gian lưu trú rồi là đóng góp rồi vân vân, hoặc là phải tạm trú bao nhiêu năm đấy. Thì ở đây bên một số nước như là Manta hay là Sip thì người ta thuần túy gần như chỉ là tiền đó. Và việc này sau này Liên minh EU thì người ta châu Âu người ta cũng đã đưa cái việc này ra ủy ban. Nôm na thì là như vậy. Còn đương nhiên cái việc mà hai quốc tịch chả ảnh hưởng gì. Các bác nào nhớ thì cái vụ mà anh chàng Hàn Quốc, một nước cũng gọi là Hàn Quốc ấy, thì đã giết người man dợ và thay vì đưa về Hàn Quốc để xử lý thì tòa án Việt Nam đã kết án anh ta là tử hình.
một số tội danh và một số nước mà chúng ta không có cái quan hệ hay là những cái ký kết ấy, thì phạm tội ở đâu thì xử lý ở đó. Rất nhiều người nước ngoài đã bị xử lý tử hình khi mà buôn bán ma túy hoặc là phạm tội nguy hiểm tại Việt Nam, và điều này đã phải chấp nhận theo luật pháp của Việt Nam để mà xử. Thế cho nên ấy, kể cả anh có quốc tịch nước ngoài hay là anh có hai quốc tịch thì xin thưa với các bạn là vẫn phải xử lý. Cho nên không có cái chuyện là gọi là trục xuất về về cái quốc gia kia để xử lý đâu, không có chuyện đó. Đặc biệt là khi đã xác định rõ chị này là quốc tịch đảo SIP chứ không phải là quốc tịch ở đâu hết. Thế cho nên ấy, có một cái điều tôi chỉ buồn ở đây thôi, đó là cái sự u mê của nhiều người, như tôi đã nói là quần quần con, đúng không? Mà chúng tôi hay gọi là 3C để nói lái đi một chút. Để chúng ta không có từ nào thay thế đâu. Nhiều bác bảo rằng tại sao lại nói thế, nhưng đúng là không có từ nào thay thế, bởi vì đúng là họ u mê và hôn mê sâu. Đến thời điểm hiện nay thì vẫn nhiều người vẫn tin vào những cái tin giả hay tin thế nào đó. Nhưng thực tế thì tôi đã phân tích cho các bác rơi vào cỡ từ tháng 6, tháng 7 năm ngoái rồi. Đó là cái việc mà chị này chúng ta thấy rằng là không trung thực. Với tôi thì những người không trung thực thì thật sự là không đáng tin. Các bác nào theo kênh Nha Trang TV thì có thể thấy tôi sòng phẳng, tôi trả lời tất cả câu hỏi của các bác, và mọi người không có ngại ngần giấu giếm gì hết. Thì những tôi là những người không trung thực thì thật sự là không đáng tin. Thế cho nên cái câu chuyện mà trước tôi kể, và nhiều người nói rằng là chị Hằng có quốc tịch Canada, đúng không? Có quốc tịch Canada và về đầu tư tại Việt Nam, cũng giống như là rất nhiều tờ báo cũng đăng tải như vậy. Và tôi có hỏi rằng là nếu như quốc tịch Canada, thế thì một tấm ảnh cũng không có. Canada đâu phải là một nước nhỏ đâu, họ phát triển mà. Cho nên kể cả những thời năm 70, 80, 90 thì đều có thể có máy chụp ảnh. Và con người ta ấy, thường thường ấy, cái độ tuổi 16, 17 là độ tuổi đẹp nhất, thì người ta sẽ hay chụp ảnh. Vậy thì tại sao lại không show lên, đúng không ạ? Hay như là nhiều người bạn của tôi ấy, ở Canada cũng không hề biết Phương Hằng là ai. Đó. Chúng ta cũng không nhìn thấy được bất cứ một cái giấy tờ nào mà chị ấy nói lên là Canada. Vậy thì chúng ta phải tự đặt câu hỏi chứ. Thế nhưng mà họ vẫn u mê, hôn mê sâu và họ không tìm hiểu ở chỗ này. Cái đáng lo ngại nhất là một cái tâm lý bầy đàn, bất chấp lẽ phải, bất chấp đúng sai ở trong cái drama này. Và các bác có thể thấy tại sao tôi lại nói rằng là Nguyễn Thị Thanh Tuyền thì chưa chắc là phải là Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì ấy, về mặt cơ thể, về mặt body, về mặt chúng tôi gọi là mặt ADN, ADN thì là một. Tuy nhiên, cái mà tôi nghi ngờ ở đây á, thì lý lịch tư pháp liệu có phải là một hay không? Liệu có một cái sự sai lệch nào đó hay không? Và liệu giữa, có thể nói rằng là cái việc đổi quốc tịch hay đổi tên này nó còn nằm ở trong một cái mục tiêu nào đó hay không? Bởi vì chúng ta nên nhớ có một số công ty thì có chị Phương Hằng và anh Dũng Lò Vôi góp vốn nhưng không bằng quốc tịch Việt Nam mà góp vốn bằng cái quốc tịch khác, quốc tịch ship. Đó là cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với các bác và mọi người. Cho nên ấy, gọi không phải là một và chưa chắc đã là một, không phải là về mặt ADN, DNA, đúng không? Mà là cái về mặt tư pháp, là liệu xem có sai lệch gì hay không. Và chúng ta cũng vẫn phải chờ cơ quan điều tra công bố cái điều này để một lần nữa chúng ta có thể nói rằng là trắng mắt ra. Các bạn 3C quần quần con thì hãy suy nghĩ, cái từ này nó hơi nặng lời, nhưng mà bạn nào còn tin vào những điều mà siêu Phương Hằng nói thì thật sự các bạn nên xem lại chính mình, khả năng logic của mình, khả năng tổng hợp thông tin của mình, khả năng hiểu biết của mình, khả năng gọi rằng là trí tuệ của mình tới đâu để mà vẫn còn tin những cái điều như thế. Đó là cái mà tôi xin chia sẻ với các bác và mọi người. Đó. Còn đương nhiên, chúng ta nhìn vào câu chuyện hàng Canada có phải là một câu chuyện được vẽ ra và với mục đích gì thì các bác hãy quay sang hỏi nhà báo Hoàng Linh. Bởi vì nhà báo Hoàng Linh là người
và nắm rõ nhất về cái điều này. Có thể nói là như vậy. Còn trong câu chuyện này thì tôi chỉ mong muốn làm về Rama là nhắm vào các mục tiêu, đó là 3C quần con, để mà thật sự trong mọi cái vấn đề không phải như tôi đã nói với các bác ấy, tin ai nha các bác, là bởi vì là tin ai hay là ghét ai, không phải rằng là cái người các bác tin thì mọi lời nói, mọi cái thông điệp, mọi thông tin họ đưa ra thì đều đáng tin. Và không phải người các bác ghét thì mọi thông tin đưa ra, mọi cái sự kiện, mọi vấn đề đưa ra thì đều là sai. Đó. Cho nên mình phải hiểu điều đó. Cách của tôi ấy là lúc nào cũng khuyến khích các bác rằng là phải biết lật ngược lại vấn đề và tự đi tìm thông tin, tự đi tìm để mà giải quyết những vấn đề khúc mắc của mình. Bởi vì chỉ như vậy thì mới có thể là tìm được kiến thức. Tôi đã từng ví dụ các câu chuyện thế này. Các bác tin một người anh của các bác khi nói rằng là, khi anh ấy nói rằng là có một bài toán chẳng hạn, có một bài toán được đưa ra chẳng hạn. Thế thì bác hỏi các anh đều rằng là kết quả là bao nhiêu. Và anh ấy nhẩm một lúc, anh bảo là kết quả bằng 43. 43, ví dụ đấy. Thế các bác tin luôn, các bác ghi vào à? Ví dụ thế. Các bác ghi vào thì các bác có tin người ta thì các bác cũng không có được kiến thức. Và thay vào đó, các bác hỏi rằng là tại sao anh lại tìm ra được số 43? Thì lúc này người ta sẽ hướng dẫn các bác cách giải. À, tôi thấy mẫu này cộng lại với nhau, mở ngoặc đơn, nhân với số này. Sau khi sang được bước này rồi, ta lấy số này, chia cho số này. Thì lúc này ta sẽ được. Và tại sao lại phải chia thì anh giải thích cho em thế này. Thế là khi các bác tìm hiểu được cái cách thức để mà họ làm được bài rồi, thì các bác lúc này thu nạp được kiến thức. Thu nạp được kiến thức. Đúng không ạ? Và đấy là cái mà các bác có thể thu lại được ở trong câu chuyện đó. Có thể câu chuyện nó vẫn bằng 43, các bác lại nể anh ta thêm một phần nữa. Đó. Nhưng các bác lại có thêm được kiến thức. Tương tự với người ghét cũng vậy. Các bác ghét người ta, ví dụ người ta bảo là người ta bằng 43, thì các bác bảo rằng là không đúng. Thế hỏi là anh chứng minh tôi nào không đúng, thì các bác lại không biết. Chẳng có tao ghét mày nên tao bảo mày không đúng. Đúng không ạ? Thì các bác là thay vì làm điều đấy, người ta bảo bằng 43, các bác xuống, các bác tìm hiểu, lên mạng search Google, tìm sách đọc, vân vân, và giải cái bài toán. Ví dụ nó ra thành 53 chẳng hạn, thì các bác bảo rằng là mày sai rồi, kết quả nó bằng 53. Thì lúc này người ta hỏi là tại sao phải bằng 53, thì các bác giải thích cho họ. Đó, phản biện được kết quả luôn, chứ không phải là automatic tự động và phản biện bởi vì dựa theo cái cảm xúc là yêu hay là ghét. Cho nên yêu hay ghét không quan trọng. Ngay cả với tôi ấy, cũng thế, tôi cũng bảo rằng là nhiều khi các bác đừng có tin tôi quá. Các bác hãy tự động đi tìm hiểu, tìm lại các thông tin, giáp nhặt, kết nối, tổng hợp lại, để rồi các bác ra được. Thì đó mới là cái cách hay, chứ không phải rằng là tin ai hay là ghét ai. Đó. Thì họ yêu ai hay là ghét ai, và chúng ta từ đó chúng ta có được kiến thức và kinh nghiệm, hiểu biết nữa. Đó, đó là cái mà chúng ta có được. Còn các 3C quần quận con thì không có được điều đó. Họ thuần túy chỉ để cảm xúc dẫn dắt và nhanh chóng phán quyết, nhanh chóng đưa ra kết luận mà không cần bất cứ một cái bằng chứng, một cái gì đó cụ thể, logic. Và thú thật, tôi rất sợ đội này. Bởi vì các bác biết tại sao không? Đội này đông. Có thể nói không phải là toàn bộ, nhưng để nói là một bộ phận không nhỏ. Và ví dụ như là các bác thể thấy trong cái kết luận, và tôi rất là yêu thích cái điểm 2.2 của kết luận số 12 vào ngày 6 tháng 4 vừa rồi ạ. Trong đó có nói rằng là có cơ chế bảo vệ và khuyến khích người dân tố cáo tham nhũng tiêu cực đối với cán bộ đảng viên. Thế thì nếu mà mình không cẩn thận thì nó lại trở thành một cuộc săn phù thủy. Nghĩa là ai cũng lên tố cáo như bà Phương Hằng mà không cần chứng cứ. Thế là dở rồi. Cái quan trọng chúng ta phải hiểu cái câu này rằng là khuyến khích người dân tố cáo, chúng ta tố cáo, chúng ta vân vân, chúng ta phát hiện ra. Nhưng nó phải có chứng cứ. Nghĩa là tố cáo kiểu gì? Chứ còn lên mạng để mà chửi bới, để mà rủa xả như bà Phương Hằng thì nó không phải là tố cáo. Nó là làm nhục người khác, nó là vu khống người khác, và như vậy thì là không ổn. Đúng không ạ?
Đấy là cái mà chúng ta hiểu rằng là cùng ủng hộ việc khuyến khích, ủng hộ việc khuyến khích người dân tố cáo cán bộ đảng viên tham nhũng. Nhưng ủng hộ kiểu gì thì chi tiết vào đấy chúng ta lại phân tách ra để thấy rằng là nó khác hẳn hoàn toàn. Cho nên đừng bác nào đánh đồng và Phương Hằng với cái việc rằng là kênh nhân dân TV tố tham nhũng kiểu thế. Chúng ta phải hiểu điều này. Đôi điều tâm sự với các bác như vậy thì các bác thấy rằng là cái vụ drama Phương Hằng này sẽ còn rất nhiều chi tiết khác và dần dần nó sẽ được lộ ra. Một trong những cái chi tiết mà sau này các bác sẽ tìm hiểu và thấy đó là ekip đứng sau bà Phương Hằng là ai, nhóm nào, và bà Phương Hằng ở ngoài đời có giống như ở trên phim ảnh, nghĩa là trên mạng hay không. Thì anh Hoàng Linh anh đã có nói một cái câu thế này: anh đã từng gặp bà Phương Hằng rồi và bà Phương Hằng ở ngoài đời là một người khác hẳn ở trên livestream. Vậy thì cái hình ảnh của bà Phương Hằng trợn mắt, chửi rủa, vân vân tất cả mọi thứ có phải là bà Phương Hằng ngoài đời hay không? Thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi và câu trả lời lần tới. Bởi vì nếu nó không phải là một người, thì tôi nói về mặt tính cách, về mặt thể hiện nhé, một bên nhu mì, một bên rất là lịch lãm, nói chuyện rất là vô tư vân vân, với một bên thì rất kinh khủng ở trên mạng livestream. Nếu như không phải là một thì cái tạo hình đó là nhằm mục đích gì? Đấy là một câu hỏi đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.